2023 là một năm khó khăn chung của nền kinh tế toàn cầu, sự giảm sút về tăng trưởng, thương mại và đầu tư toàn cầu, trong khi nợ xấu tăng và lạm phát vẫn duy trì ở mức cao. Gắn với những diễn biến căng thẳng của các cuộc xung đột chính trị và sự thay đổi mạnh mẽ về công nghệ, thời tiết cực đoan đã tác động tới toàn bộ các ngành sản xuất trong nước, trong đó có ngành kinh doanh cửa của chúng ta. Trong bối cảnh khó khăn đó, Thống Nhất đã tập trung cải tiến sản xuất, nâng cấp sản phẩm, cơ cấu lại doanh nghiệp, nâng cao năng lực nội tại của doanh nghiệp với các mũi nhọn. Triển khai và ứng dụng triệt để hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001-2015 trong từng khâu sản xuất sản phẩm. Các sản phẩm của Thống Nhất đều được các tổ chức đánh giá đảm bảo chất lượng hợp quy, hợp chuẩn theo tiêu chuẩn quốc gia. Chất lượng sản phẩm là tiêu chí hàng đầu trong mục tiêu quốc dân hóa sản phẩm trên thị trường toàn quốc. Với những tiêu chuẩn khắt khe, sản phẩm của thép Vân Gỗ Thống Nhất đã được lựa chọn lắp đặt cho các công trình trọng điểm như trường học, nhà công vụ, cơ quan hành chính của tỉnh Bắc Giang và ở nhiều tỉnh thành khác trên cả nước. Mục tiêu hiện đại hóa công nghệ sản xuất được Thống Nhất đưa vào chiến lược phát triển trong từng giai đoạn và không ngừng đầu tư để tối ưu hóa hiệu quả sản xuất. Việc liên tục bổ sung công nghệ cao trong sản xuất giúp tăng độ chính xác, tốc độ nhân, giảm lãng phí và khả năng tự động hóa giúp tăng cường hiệu suất và linh hoạt trong quá trình sản xuất. Với nỗ lực đáp ứng nhanh nhất các đơn đặt hàng của đại lý, Thống Nhất liên tục cải tiến, chuyên nghiệp hóa các khâu sản xuất để rút ngắn thời gian giao hàng, từ 40 ngày xuống còn 10 đến 15 ngày, tùy thuộc khối lượng đơn hàng. Việc rút ngắn thời gian sản xuất đồng thời tối ưu hóa quá trình phân phối tới đại lý sẽ giúp nâng cao trải nghiệm sản phẩm của khách hàng. Nhằm chia sẻ với các đại lý, trong năm 2023, Thống Nhất đã luôn giữ chính sách giá đại lý tốt nhất cho khách hàng với mức chiết khấu và ưu đãi cao, triển khai nhiều chương trình khuyến mãi dành tặng cho khách hàng để khích lệ các đại lý bứt phá trong doanh thu. Là một ngành đặc thù, đồng thời thông qua đánh giá hiệu quả các chiến dịch, Thống Nhất thực hiện truyền thông đa kênh thông qua online và offline để tăng cường sự hiện diện cũng như gia tăng sức mạnh của thương hiệu. Thương hiệu Thống Nhất được biết đến rộng rãi không chỉ qua các kênh online của doanh nghiệp, mà còn thông qua các hệ thống truyền thông của đài truyền hình, báo chí tỉnh và quốc gia. Song hành với hoạt động truyền thông thương hiệu, Thống Nhất thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo, bổ trợ một số kỹ năng cho các đại lý mới về sản phẩm, quy trình và phương pháp bán hàng, kỹ năng bán hàng nhằm nâng cao năng lực bán hàng của đại lý. Để khẳng định vị thế thương hiệu, Thống Nhất đã tham gia nhiều chương trình đánh giá sản phẩm trên quy mô toàn quốc. Năm 2023, sản phẩm cửa thép Vân Gỗ Thống Nhất được chứng nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia. Để đạt được chứng nhận này, sản phẩm của chúng ta phải trải qua các vòng bình chọn từ huyện, tỉnh, khu vực và cuối cùng là cấp quốc gia với các tiêu chí nghiêm ngặt và minh bạch. Đại diện sản phẩm cửa thép Vân Gỗ Thống Nhất, công ty cổ phần dịch vụ và thương mại Thống Nhất tỉnh Bắc Giang. Chấm điểm bằng cái hồ sơ điện tử thì là một công cụ rất là hữu hiệu và đã được Cục Công Thương địa phương áp dụng trong vài năm gần đây. Và thực sự là nó rất là phát huy hiệu quả trong cái năm 2023 là năm mà có rất là nhiều hồ sơ tham dự dự thi. Đặc biệt là trong cái thời kỳ mà thời đại kỹ thuật số bây giờ. Thế thì khi mà các mỗi một giám khảo chấm thì đều có cái password, đều có một mã riêng và cái việc mà chấm thì độc lập. Thế cho nên là đảm bảo tính minh bạch cũng như là cái tính nghiêm túc trong cái quá trình chấm. Những lần vinh danh như vậy đã quảng bá cái thương hiệu rất tốt, rất tích cực cho các doanh nghiệp nông nghiệp nông thôn. Chúng tôi nhận thấy rằng công tác mà bình chọn để lựa chọn ra sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu rất khắt khe,
thương hiệu sản phẩm của chúng tôi qua những lần như vậy càng được khẳng định, đã được triển khai rộng khắp đến cộng đồng người tiêu dùng. Chứng nhận sản phẩm của nhà nước có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với nỗ lực xây dựng thương hiệu Thống Nhất trong suốt 17 năm qua, là bằng chứng chứng minh cho sự ưu việt về mặt chất lượng cũng như công năng sử dụng cho người tiêu dùng. Đây là câu trả lời chính xác nhất về cam kết chất lượng với khách hàng trên toàn quốc. Thị trường sản phẩm của Thống Nhất trải dài từ Bắc tới Nam, thông qua hệ thống phân phối hơn 350 đại lý ở các cấp độ khác nhau. Năm 2023, Thống Nhất đã chào đón sự gia nhập của nhiều đại lý tại các tỉnh thành khác nhau trên toàn quốc, gia tăng thị trường cung ứng, đưa sản phẩm Thống Nhất đến gần với khách hàng. Trong dịp cuối năm 2023, đại diện Thống Nhất đã thực hiện chuyến gặp gỡ cũng như trao đổi định hướng của năm 2024 với các đại lý. Thông qua chuyến gặp gỡ, hai bên đã thống nhất và trao đổi phương án hợp tác sâu rộng hơn trong năm 2024 với những chính sách hiệu quả và thiết thực cho hoạt động bán hàng. Bước chân tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2024 được kỳ vọng sẽ có thêm nhiều hơn những sắc màu tươi sáng, tích cực so với năm 2023 và tốc độ tăng trưởng theo đó cũng được cải thiện. Tuy nhiên, xét trong góc độ ngành cửa vẫn còn rất nhiều thách thức và khó khăn ở phía trước, cần sự chung tay và nỗ lực từ phía nhà máy và đại lý. Đứng trước những thách thức đó, Thống Nhất cam kết sẽ thực hiện nhiều chính sách và hỗ trợ để đại lý song hành phát triển. Tiếp tục cải tiến chất lượng sản phẩm, tối ưu hóa chi phí sản xuất, gia tăng các tiêu chuẩn khắt khe cho sản phẩm, nâng cao giá trị sản phẩm so với sản phẩm cùng ngành. Đẩy mạnh cải tiến, gia tăng giá trị sản phẩm để nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm so với đối thủ cùng ngành. Tiếp tục xây dựng những chính sách hiệu quả hơn nữa cùng với các chương trình khuyến mãi phù hợp nhằm kích ứng nhu cầu tiêu dùng của khách hàng, tăng cơ hội bán hàng cho hệ thống đại lý. Kiện toàn đội ngũ và chính sách hỗ trợ bán hàng và sau bán hàng để giúp đại lý chăm sóc và bán hàng tốt nhất. Thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo cho đại lý mới gia nhập thị trường. Tiếp tục tổ chức các hoạt động đào tạo, hỗ trợ đại lý bán hàng cho hệ thống đại lý. Thống Nhất tiếp tục đầu tư, ứng dụng công nghệ, tối ưu hóa các khâu sản xuất để rút ngắn thời gian trả hàng và giao hàng linh hoạt tới các điểm lắp đặt trên toàn quốc. Thống Nhất gia tăng các hoạt động truyền thông trên cả phương tiện online và offline để lan tỏa thương hiệu thông qua các kênh digital như website, TikTok, YouTube, Facebook và các hoạt động tham dự sự kiện quảng bá sản phẩm của các tổ chức và cơ quan nhà nước thực hiện. Đồng thời mong muốn đồng hành cùng các đại lý thực hiện các chương trình tham quan và giới thiệu các công trình thực tế do các đại lý lắp đặt để giới thiệu và quảng bá rộng hơn sản phẩm tới đông đảo khách hàng trên toàn quốc. Năm 2024 có thể đánh giá là một năm vẫn còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng Thống Nhất cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực để nâng cao chất lượng và dịch vụ cung cấp, tạo điều kiện bán hàng tốt nhất cho hệ thống đại lý. Song song với đó là sự hợp tác sâu rộng, đồng hành và hỗ trợ cùng phát triển từ hai phía, công ty và đại lý. Với phương châm phát triển, gắn kết, chinh phục, bứt phá, thành công, chúng ta sẽ cùng nhau tiến về phía trước, cùng vươn lên hóa rồng trong năm 2024.